những cái viên pin zin 3x pro như thế này nè anh em, mà 6 năm tuổi, mình nói anh em nghe nha, 6 năm tuổi mà nó còn zin, tức là nó chưa bao giờ thay cell. Thì mình nói thật với anh em là những viên pin đó ở năm 2024 này anh em vứt nó đi. Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì đó là năm 2024 rồi anh em, đã không còn năm 2023 nữa, năm 2023 đã bước qua. Thì trong năm 2024 này mình muốn nói về một cái chủ đề, đó là lựa chọn pin như thế nào ha. Trong đó chúng ta sẽ có ba cái option mà mình sẽ đưa ra, đó chính là pin zin, pin thay cell và pin độ, hay còn gọi là pin dung lượng cao, hay là nó có rất là nhiều cái tên ha. Và mình sẽ lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái khả năng tài chính của mình hết anh em. Rồi ok anh em. Pin trong năm 2024 này nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho anh em, bao gồm cả những cái loại pin nhập khẩu nữa, ban nãy mình không có nhắc tới. Thì chúng ta nên lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta cũng như là với cái khả năng tài chính của chúng ta. Mình sẽ nói về pin zin đi. Pin zin tức là pin của hãng người ta sản xuất ra nha. Những cái dòng máy mới chẳng hạn như là DJI Mavic 3 Mini 3, là DJI Air 3 và Mini 4 Pro, đây là những cái dòng máy bay rất là mới của hãng. Và những cái dòng máy bay mới này chắc chắn là hãng họ còn sản xuất rất là nhiều những cái viên pin mới để phục vụ cho anh em sử dụng. Thì những viên pin này được gọi là những viên pin zin, và những viên pin này là những cái viên pin mà hãng người ta sản xuất luôn, họ bảo hành cho anh em đầy đủ tất cả các thứ. Anh em chỉ việc mua về và sử dụng, không cần phải lo sợ, không cần phải suy nghĩ gì hết. Còn những cái dòng máy bay cũ đã 1, 2 năm tuổi, 2, 3 năm tuổi, thậm chí là những cái dòng máy bay mà 5, 6 năm tuổi thì sao? Một số dòng máy hãng họ đã không còn sản xuất pin zin nữa, hay là ngừng sản xuất luôn pin zin rồi. Thì lúc này anh em muốn tiếp tục mà sử dụng những con máy đó đó, anh em muốn sử dụng tiếp, anh em phải đem đi thay cell ha. Thì lúc này nó sinh ra cái khái niệm đó là pin thay cell. Đây là cục pin của Mavic Air ha, nó đã phù rồi, nó to lắm nha. Bình thường thì nó như vậy đi, nhưng mà khi mà nó phù lên anh em, khi anh em sử dụng nó nóng á, phù lên nó sẽ to ra cỡ khoảng tầm này nhìn nè anh em, nó sẽ to ra thêm một khúc nữa, và có khi là nó đẩy cái phần vỏ nó bung lên luôn, đẩy phần vỏ bung lên luôn, thậm chí là đẩy cái pin bay ra khỏi cái thân máy bay, anh em sẽ không thể cài được. Và như vậy thì những tế bào này bắt buộc anh em phải bỏ nó đi nha. Anh em sẽ bỏ nó đi và anh em thay thế nó bằng một cái tế bào mới, và tế bào mới đó là cái tế bào mà của hãng họ sản xuất luôn nha anh em. Chứ anh em đừng nghĩ là cái cell pin này chúng ta có thể tự sản xuất, những cái người thợ họ thay cell họ có thể tự sản xuất ra những cái cell này và thay cho anh em, thì điều đó là không có ha. Tất nhiên là phải giữ lại cái phần mạch điện của pin ha, tại vì những cái máy bay không người lái của DJI họ bắt buộc phải sử dụng cái mạch điện ha, do chính họ sản xuất ra thì cái máy bay nó mới cho phép sử dụng cái pin đó. Ăn thua trong cái loại pin mà thay cell á, là cái khả năng, cái kỹ năng, cái tay nghề của người thay cell á, họ làm nó chuẩn nha, họ hàng xì, họ thay thế, họ làm nó chuẩn á, thì anh em bay vô tư giống như một pin hãng không có vấn đề hết. Nhưng mà có rất là nhiều những anh em mới vào nghề, có những anh em tự làm thì đôi khi tay nghề nó không có ổn định, và như vậy thì nó sẽ phát sinh một cái chuyện, đó là pin thay cell nó không đảm bảo chất lượng do cái tay nghề nha. Thì thông thường anh em sẽ rất là sợ cái dạng pin thay cell này, do là cái việc thay cell nó không có đảm bảo về chất lượng ha. Thì pin thay cell nó có một cái lợi thế, đó là nó sẽ tận dụng lại được những cái viên pin cũ hư hỏng ha, thay vào và tiếp tục sử dụng. Và nó phục vụ cho những cái loại máy bay mà đã không còn sản xuất pin zin nữa, chẳng hạn như là Mavic Pro nè anh em. Mavic Pro hãng đó họ đã ngưng sản xuất pin zin từ lâu rồi anh em, vì nó đã có tuổi đời khoảng 6 năm tuổi rồi anh em. 6 năm tuổi rồi thì những cái viên pin zin 3x pro như thế này nè anh em, mà 6 năm tuổi, mình nói anh em nghe nha, 6 năm tuổi mà nó còn zin, tức là nó chưa bao giờ thay cell. Thì mình nói thật với anh em là những viên pin đó ở năm 2024 này anh em vứt nó đi. Tại sao mình lại nói là anh em vứt nó đi? Tại vì 6 năm tuổi kể từ cái ngày nó sản xuất, cho rằng là vào 3 năm sau khi phát hành cái máy bay đó là hãng họ vẫn còn sản xuất pin zin. Thì cái viên pin đó mà tới bây giờ thì nó cũng đã 3 năm tuổi anh em.
Một viên pin mà 3 năm tuổi thì anh em không dùng nó cũng đã chai nha. Pin mà không dùng nó vẫn hư nha anh em. Pin không dùng nó vẫn hư, nó vẫn chai bình thường nha. Và thậm chí là nó phù, và phù rất 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 là to. Lựa chọn tốt nhất theo mình là những cái dạng pin mà lâu đời gì anh em nên chọn pin mới thay cell là tốt nhất nha. Và cell của Mavic Pro bây giờ thì người ta sử dụng cell của Mavic 2 nha. Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, họ sử dụng những cái cell đó, họ thay vào nha. Cell thì nó còn sản xuất nhưng mà viên pin mới của hãng thì họ không còn sản xuất nha anh em. Cho nên là theo mình, những máy có tuổi đời lâu thì nên chọn pin thay cell hơn là đi kiếm một cái viên pin zin. Tại vì sao? Vì những viên pin zin nó đã không còn đủ cái chất lượng ha để anh em sử dụng nữa. Nó quá lâu rồi anh em, nó quá lâu rồi, nó còn tệ hơn cả pin thay cell nữa nha. Thì nên chọn những viên pin thay cell. Cái này là mình theo mình nha, nên chọn những viên pin thay cell. Là viên pin của Mavic E1, và viên pin này coi dash của nó là nó sản xuất từ năm 2018 và tới bây giờ là 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 năm tuổi anh em. Thì viên pin nó đã phồng to như thế này, và nếu như nó không phồng thì nó cũng đã chai nha. Anh em vừa bay lên thôi nó đã tụt xuống, nó không còn đủ khả năng để nó duy trì cái điện áp để nó duy trì một cái chuyến bay an toàn nữa. Cho nên là Mavic E1 này nó cũng không còn sản xuất pin mới luôn. Cho nên anh em cũng chỉ còn một giải pháp duy nhất, đó là chọn pin thay cell. Chứ pin zin này chắc ăn là không ngon. Đừng đi kiếm pin zin nữa. Mấy cái con này nó già quá, đừng kiếm pin zin nữa. Con Spark thì thôi cũng không nên kiếm pin zin nữa. Con Spark nó giống như là muốn tuyệt chủng như thế anh em. Mavic Mini 1. Ở đây mình có cục pin của Mavic Mini 1. Đây là pin lithium ion 18650. Đây là pin tròn bằng sắt, không bao giờ phù. Pin này đây là cái cục pin mà cực kỳ nguy hiểm nhất mà mình muốn lưu ý với anh em. Đó là viên pin này nó không phù, và chính vì không phù cho nên là không thể biết được chất lượng của nó ha. Chỉ khi nào gắn như bay lên mới biết thôi. Và những cục pin này mình nói thật với anh em là nó bị thay số lần sạc rất là nhiều nha. Nó có thể lên tới 300-400 lần sạc, và nó bị thay về 10-20 lần sạc để bán cho anh em với cái giá nó cao. Và đương nhiên là vài trăm lần sạc rồi thì chắc chắn là chất lượng nó không còn thể nào tốt được nữa nha. Mà khi anh em mua thì anh em phải thanh toán, mà thanh toán rồi á thì anh em đâu trả lại được, đúng không? Thì anh em mua trúng một cái cục pin mà đã bị thay số lần sạc thì mình nói thật với anh em là coi như là anh em đã bị lừa ha. Pin mini 1 này rất là dễ bị ha ăn bơm nha anh em. Còn những cái con mà còn sản xuất pin mới, chẳng hạn như là Mavic E2, đây là cục pin của Mavic E2, cục pin này là mình thay cell rồi, thì những pin zin đát nó khoảng 2019, 2020 gì đó, thì những viên pin zin là zin chính cống luôn nha, viên chính cống luôn, thì nó vẫn có những cái viên pin khoảng vài trăm lần sạc và nó cũng chai, nó cũng phù, thì nó vẫn có cái dạng là pin thay cell cho Mavic E2 và cũng có pin zin luôn. Thì cái này anh em nó sẽ đưa ra hai cái sự lựa chọn, là một là anh em mua pin zin, hai là anh em mua pin thay cell. Thì cái này tùy theo anh em thôi, tại vì hãng còn sản xuất pin mới, hãng còn sản xuất pin mới thì anh em có nhiều lựa chọn, một là thay cell, một hoặc là zin. Mavic 2 cũng vậy, Mavic 2 thì hãng có sản xuất pin zin mới gần đây, cũng họ tái sản xuất lại pin zin và cũng có pin thay cell luôn. Thì cái này tùy anh em lựa chọn ha. Thay cell thì nó sẽ rẻ hơn pin zin, và cell Mavic 2 là một trong những cái cell có cái giá thành cũng tương đối là cao, cho nên là hãng họ làm ra pin zin với mục đích là họ cố tình họ muốn bán được thêm pin zin ha, chứ không là họ đã ngừng sản xuất pin zin từ lâu rồi anh em. Mavic E2 là một cái cell phổ biến nhất với giá thành nó vừa phải nhất. Thì cái dạng Mavic E2 này thì nó thay cell cũng có và pin zin cũng có, nên thì tùy theo anh em thôi. Và cell E2 thì hầu hết thì chất lượng nó khá là đồng đều. Việc chọn pin thay cell mà Mavic E2 thì nó cũng không đến nỗi vậy là quá lo lắng ha. Ăn thua là anh em lựa chọn cái nơi nào đó thay cell nó uy tín thôi. Dung lượng cao hay gọi là pin độ, thì đây là một cục pin của Mavic Mini 2. Đây là pin dung lượng cao hay gọi là pin độ cũng được ha. Bản chất của viên pin độ là pin thay cell, nhưng thay cell dung lượng cao. Tức là viên pin zin của nó, của Mini 2 này, dung lượng của nó là 2250. Và khi người ta độ lên, người ta sửa đổi nó, thì người ta sử dụng cái cell của Mavic E2 nó lên tới 3580 nha. Và của Mini 3 là cell plus, cell plus của Mini 3 nó cũng giống như cell E2 như vậy nè.
nhân dung lượng nó tới 3850 nha. Tất cả những pin biên độ là những pin biên đều thay xe với dung lượng cao nhằm tăng thời gian bay cho thiết bị bay. Tương tự nữa là pin E1, còn E1 này mình nghĩ là anh em nên chọn biên độ ha. Biên độ tức là pin thay xe dung lượng cao nha, để tăng thời gian bay, vì pin zin của con Mavic E1 anh em nó chỉ bay được khoảng dưới 15 phút, mình không chắc là bao nhiêu nhưng mà nó dưới 15 phút và nó cực kỳ kém bền nha. Do là cái cell của thằng E1 này nè, nó bị sạc quá nhanh và nó bị xả quá mức nha. Cell nó quá bé anh em, cell nó bé lắm, dung lượng nó có 2350 nhưng mà nó sạc quá nhanh luôn đi, và nó xả thì con E1 nó nặng, cái xác nó nặng cho nên nó xả cũng quá nhiều, cho nên là cái cục pin E1 này thường nó sẽ không bền, cho nên là vẫn ưu tiên anh em chọn pin độ. Tại sao? Pin độ nó có dung lượng cao hơn, nó có thời gian bay lâu hơn và cái độ ổn định của nó, cái khả năng chịu tải của nó cũng lớn hơn. Cho nên là khi mà pin E1 này mà thay cái cell mini 3 hoặc là thay cell của hàng E2 nha, nó sẽ bền hơn rất là nhiều và nó cho thời gian bay rất là lâu nha. E1 thì mình khuyên anh em nên sử dụng pin độ nha. Cái viên pin độ á, nó có cái dung lượng cao và cái khả năng chịu đựng của cái cell pin độ nó tốt hơn nhiều so với pin zin anh em. Tức là cái mạch pin zin này nè, nó sạc cho cái cell zin của nó đó, dung lượng thấp hơn, nó sạc rất là nhanh. Nhưng khi chúng ta đổi thành cái cell mà dung lượng cao này nè, thì nó từ sạc nhanh nó sẽ trở thành sạc chậm, do là dung lượng của cục cái cell mới này nó cao hơn, cho nên nó sẽ sạc chậm hơn, và sạc chậm hơn thì nó sẽ giúp cho cục pin chúng ta nó bền hơn. Cuối cùng ở video này mình tổng kết lại là những cái con máy có tuổi đời nó lâu thì anh em nên chọn pin thay cell hoặc là pin độ, pin dung lượng cao. Còn những con máy mới mới sản xuất gần đây, hãng còn sản xuất pin hãng, thì anh em có thể lựa chọn một là pin thay cell hoặc là một là pin hãng. Nếu anh em tin tưởng những cái người mà anh em lựa chọn thì anh em có thể chọn pin thay cell để cho nó có giá thành nó tốt hơn. Còn nếu mà anh em không chắc chắn về những cái người mà anh em lựa chọn để có giá thành tốt thì anh em cứ bỏ thêm tiền ra và mua pin hãng là chắc chắn nhất nha. Pin hãng chắc chắn là giá nó sẽ cao, nhưng đổi lại anh em sẽ có được những chính sách của hãng, bảo hành này kia các thứ vân vân. Mavic Pro 1, Mavic E1, Mini 1, Spark và những cái con như Phantom 4, Phantom 3 vân vân. Đó là những con pin, những con máy rất là già rồi thì chọn pin thay cell đi. Đừng có chọn cái cục pin zin, nó chẳng có cục pin zin nào mà tồn tại tới bây giờ mà nó còn ngon đâu anh em. Chọn pin thay cell hoặc là pin dung lượng cao nha. Còn những con máy trung trung giữa giữa, Mavic E2, Mavic 2 thì tùy anh em, có thể chọn zin hoặc là chọn thay cell tùy theo cái khả năng tài chính. Còn những dòng mới thì anh em cứ có tiền thì quánh đồ hãng thôi nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé. Rồi ok anh em, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bay thử một cái viên pin dung lượng cao ha, hay gọi là pin độ, cho Mavic E. Mavic E này là Mavic E1 nha anh em. Bay thì cái này mình bay thử cho anh em xem thôi, mình không có gắn tay khiển luôn. Ủa lộn, mình không có gắn cái điện thoại vô luôn, mình chỉ bay cho anh em xem thử thôi. Nha, đây là cái viên pin dung lượng cao nè anh em, nó nhìn nó trông như pin zin luôn, nó cũng không có khác gì pin zin luôn, y chang pin zin nha. Nó phẳng luôn nè, nó phẳng lì luôn, nó như cục pin zin vậy đó, không có gì khác hết. Nó bay rất là ok, bay rất là lâu. Chung bay thì không cần phải lo ha, nó bay lâu, cực kỳ lâu. Nói chung là con E1 này cái gì cũng ngon, ngoại trừ cái cục pin của nó là hẻo thôi nha. Và khi có pin dung lượng cao như thế này thì nó bay rất là vô tư luôn. Dịch động này vô. Đề ba cất cánh. Biết thấy nó đâu rồi ta? À, nó chớp đèn. Rồi bây giờ là bay mà không cần sử dụng điện thoại luôn, tại điện thoại mất quay phim này.
Nó im rồi đó, im rồi đó. Không biết có điểm GPS chưa nữa, chắc chưa có điểm GPS đâu. Kệ bay đại đi không sao đâu. Đó. Nó dành đi quét lá cũng im lắm anh em. Quét lá cây thì khỏi bàn luôn. Nó chưa có GPS cho nên là nó hơi lảo đảo ha. Và mình bay thì mình không có gắn điện thoại luôn, mình bay tay không. Đó anh em thấy ha. Anh em thấy là cái viên pin độ nó bay rất là ổn định anh em. Đó. Bay ổn định bình thường, không có vấn đề gì hết anh em. Đó, nó bay coi như là nó như một viên benzin bình thường thôi. Mà con Mavic Air này nó hơi gáy anh em. Nó bay như một cái viên benzin bình thường, không có bị lỗi lầm gì về chức năng, các chức năng nó đầy đủ hết. Nó bay rất là bình thường, rất là ổn định ha. Và thời gian bay của nó thì rất là lâu luôn. Thời gian bay nó lên tới 25 phút bay ha. Nó tương đương với dòng Mavic Air 2 ha. Thay vì hồi xưa thì nó chỉ bay được khoảng 10-15 phút nó hết pin là anh em phải xuống, còn bây giờ nó có thể bay rất rất là lâu. Và anh em có thể thoải mái vô tư ha, ghi hình nó, ghi hình video này kia các thứ ha, và không có sợ nó bị hết pin ha. Đó, còn hồi đó thì ha, hồi đó nó rất là nhanh hết pin anh em. Còn bây giờ nó đã có pin dung lượng cao, pin độ rồi thì bay rất là vô tư, rất là thoải mái ha. Và cell pin đang sử dụng hiện tại cho cái cục pin Mavic M1 này là cell của Mini 3 ha, dung lượng là 3850 mAh và thời gian bay là 25 phút thực tế nha anh em, bay được thực tế tới 25 phút lận nha, chứ không phải là bay có 15 phút nha. Mình nói thời gian bay thực tế thôi, còn bay dự kiến 30 phút, 35 phút gì đó, đó không phải là vấn đề. Mà vấn đề chúng ta quan tâm đó là vấn đề bay thực tế ha, rất là lanh lẹ, rất là ok nha anh em. Rồi thở vậy được rồi. Rồi ok nha, nó rất là an toàn luôn. Tại vì cái pin độ của năm 2024 thì nó gọn gàng như thế này rồi. Nó gọn gàng như vậy thì không có gì phải sợ về cái vấn đề gọi là nó có đảm bảo là độ an toàn hay không ha. Vô tư ha anh em.